Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đưa cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy tình hình Mỹ và Âu đang nằm trong thế bất lợi trên toàn cầu. Đồng đô la thì đang bị phi đô la hóa ở mức độ rộng lớn thương mại trên thế giới. Ở những cái vùng đất, ở những vùng lãnh thổ và những quốc gia có giàu tài nguyên thiên nhiên thì đang nằm trong BRICS và BRICS cộng. Quá trình phi thực dân hóa đang diễn ra trên diện rộng ở tại châu Phi. Còn xung đột ở tại Ukraine và sườn đông NATO nằm trên bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay. Nó chính là cơ sở tốt nhất để kết thúc thế giới đơn cực. Bước sang tháng thứ 19 của cuộc xung đột, phương Tây tập thể vẫn không quan tâm tới đàm phán để chấm dứt. Vì chúng ta hiểu rằng bản thân Mỹ muốn lợi dụng Ukraine để làm suy yếu Nga nhiều nhất có thể. Và chính bản thân Ukraine cũng biết về điều này. Nhưng Ukraine cũng lợi dụng vào việc lợi dụng của Mỹ để nhận nguồn viện trợ lớn nhất từ phương Tây để làm suy yếu Nga và trở lên siêu cường. Nhưng làm sao mà trở lên siêu cường được? Ukraine có vùng lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, chỉ khác duy nhất là giới lãnh đạo thì lại toàn là bù nhìn. Cho nên bản thân Ukraine, bản thân Nga và bản thân phương Tây thì đều biết đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm và là cuộc chơi của những siêu cường. Nhưng mà đáng tiếc cho người dân Ukraine đã có những nhà lãnh đạo không thể thống nhất dân tộc được, không đoàn kết dân tộc được, không vì đất nước Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ để giúp cho Ukraine có thể đẩy lùi được quân Nga. Nhưng mà điều quan trọng hơn người Ukraine cần phải biết, và họ cũng biết rằng phương Tây tập thể không bao giờ giúp Ukraine đánh bại Nga được, không bao giờ đẩy Nga vào chân tường được, vì lúc đó phương Tây sẽ trở thành bình địa, thế giới sẽ không còn cái gì cả, vì Nga là một siêu cường hạt nhất. Cho đến ngày hôm nay, đến vũ khí tối tân nhất của Nga, mạnh mẽ nhất của Nga là Smart, đã đi vào trạng thái là sẵn sàng nhận lệnh để chiến đấu. Thì phương Tây làm sao mà có thể đẩy Nga vào chân tường được, và càng không bao giờ giúp Ukraine đánh bại Nga được, nhưng sẽ còn lợi dụng Ukraine để làm Nga suy yếu. Nhưng nếu như chỉ một mình Nga không thôi thì Nga hoàn toàn có thể suy yếu đấy. Nhưng mà đây nó lại là một cơ sở tuyệt vời nhất để cho phần còn lại của thế giới đi trên đường độc lập và tự chủ. Thì Nga không thể bị suy yếu được. Đồng Petrola không còn là thống trị được. Khu vực châu Phi không còn là mảnh đất để cho phương Tây tập thể khai thác tài nguyên thiên nhiên làm giàu cho các quốc gia mẫu quốc được. Vậy thì mọi thứ đang nằm trong tay Nga, chứ không còn nằm trong tay phương Tây tập thể. Như lời ông Ritter ngày hôm nay nói, là thất bại toàn diện của Ukraine là kết quả duy nhất có thể xảy ra trong cuộc xung đột với Nga. Cái thất bại toàn diện ở đây với Vũ Quang nhìn nhận từ đầu xung đột cho đến bây giờ là con đường cuối cùng Nga đưa ra quyết định là thống nhất dân tộc. Kiev được đề nghị một thỏa thuận hòa bình từ lâu, nhưng thay vào đó lại chọn đó là con đường chiến tranh do được các nước phương Tây ủng hộ. Bây giờ số phận của nó đã bị, đó là phong ấn. Số phận của nó đã bị phong ấn. Con đường để bước tới hòa bình cho Ukraine không còn nữa. Trong ngày 2 tháng 9 ấy, đánh dấu kỷ niệm 78 năm lễ đầu hàng trong Thế chiến thứ hai trên tàu USS ở vịnh Tokyo. Thời điểm này chính thức được thành sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của cuộc xung đột. Từ quan điểm của Nhật Bản, nó đã diễn ra kể từ sự đó là cố cầu của Marco Polo ngày 7 tháng 7 năm 1937.
Khởi đầu chiến tranh đó là Trung Nhật. Không có đàm phán, chỉ có một buổi lễ đầu hàng đơn giản. Trong đó các quan chức Nhật, Nhật Bản ấy, ký văn bản vô điều kiện. Và kịch bản này cũng sẽ diễn ra với lại Ukraine, sẽ đầu hàng một cách vô điều kiện. Đây sẽ là một chiến thắng toàn diện dành cho Nga và thất bại toàn diện dành cho Ukraine. Lực lượng mới được NATO huấn luyện và trang bị của Kiev đã đạt được những thành tựu lãnh thổ ấn tượng trong một cuộc tấn công mùa thu. Phản ứng của Nga là ổn định mặt trận và tiến hành huy động một phần lực lượng dự bị để tích lũy đủ nhân lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chiến dịch. Những gì mà Ukraine giành được là những bãi mìn trong tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, và là sự tổn thất nặng nề về nhân lực cũng như là khí tài phương Tây viện trợ. Đây sẽ là cơ sở để Nga thống nhất dân tộc và sự thất bại toàn diện cho Ukraine. Sự thất bại toàn diện cho Ukraine ngày hôm nay. Thế còn ngài Medvedev thì nói rằng những người phương Tây ủng hộ cho Ukraine là liên minh thân Đức Quốc xã. Cựu Tổng thống Nga bác bỏ ý tưởng một câu cuối cùng sẽ hòa giải với phương Tây. Nó chỉ là ảo tưởng. Washington và các đồng minh ở châu Âu ấy, và các nơi khác tiếp tục hỗ trợ cho Kiev bất chấp hành động ngày càng giống Đức Quốc xã. Trong Thế chiến thứ hai, cựu Tổng thống Medvedev tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram, ông tin rằng là Moscow nên từ bỏ hy vọng hòa giải với phương Tây và xem nhóm các quốc gia này thực sự là như thế nào. Các nhà lãnh đạo Ukraine ngày càng nói về việc buộc tất cả người Nga phải chịu trách nhiệm, ông Medvedev nói, và cho biết thêm rằng Kiev coi tất cả công dân của Nga là người Nga này, bất kể nguồn gốc dân tộc của họ, trong một đề cập mơ hồ về kế hoạch của Đức Quốc xã đối với Liên Xô. Cựu Tổng thống nói rằng thế giới đã nhìn thấy những khát vọng tương tự. Ông Medvedev lưu ý rằng Ukraine vẫn đang được hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như là người đứng đầu Nhật Bản, Australia và New Zealand ủng hộ. Ông tuyên bố rằng tất cả họ đều là những kẻ đồng lõa trực tiếp và rõ ràng với lại Đức Quốc xã. Đây là liên minh thân Đức Quốc xã. Cựu Tổng thống hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và là Ủy ban Công nghiệp Quân sự của Nga. Sau đó ông đã nhấn mạnh rằng Nga không nên mơ hồ ngọt ngào về việc đạt được sự hòa giải phương Tây. Phương Tây tập thể còn tiếp tục ủng hộ cho Ukraine, còn tiếp tục đi trên một con đường là chống lại Nga tới cùng, thì con đường hòa giải nó sẽ không bao giờ xảy ra được. Bản thân phương Tây ngày hôm nay hỗ trợ cho Ukraine cũng chỉ hỗ trợ trên cơ sở là tượng trưng nhỏ giọt để duy trì hơi thở thoi thóp, chứ không phải có một kế hoạch toàn diện giúp cho quốc gia Đông Âu này có được lợi thế trên chiến trường hay xây dựng được những tuyến phòng thủ kiên cố trước đà phản công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trong những ngày gần đây, Ukraine lại tiếp tục sử dụng UAV bầy đàn để tấn công Crimea, sử dụng xuồng không người lái tấn công cây cầu Crimea, nhưng đều bị Nga đẩy lùi và tiêu diệt. Tuyến phòng thủ ở tiền tuyến của Nga đáng sợ đến mức Ukraine không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà các quan chức lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraine ở bên ngoài chiến tuyến thì lại đang hô hào là lực lượng vũ trang Ukraine đang xuyên thủng các lớp phòng thủ đầu tiên của Nga và tiếp cận tuyến phòng thủ tuyến phòng thủ thứ hai của Nga rồi. Nhưng đó chỉ là những quan chức đang ngồi trong phòng lạnh đưa những lời tuyên bố như vậy. Ukraine phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong cuộc phản công khi vượt qua hàng phòng ngự của Nga và dọn đường để đưa quân đội của mình ra phía sau của mặt trận. Những tuyến đường đó sẽ cần phải rộng ít nhất là 10 dặm để bảo vệ các xe tăng và xe bọc thép quý giá do phương Tây sản xuất khỏi pháo binh hùng mạnh của Liên bang Nga. Nhưng để bảo vệ được điều này, Ukraine cần có đầy đủ hệ thống phòng không tầm trung di động thì mới có thể bảo vệ được. Còn nếu như không có những cái tên lửa tầm trung di động đấy
thì Ukraine cũng không thể bảo vệ được cho những trận, cho những tăng thiết giáp đưa ra vào chiến trường, cũng không thể bảo vệ được các binh sĩ ở ngoài chiến tuyến được. Các cựu chiến binh chiến đấu nói với lại báo chí rằng Ukraine sẽ cần một địa hình rộng lớn nhất có thể để giữ an toàn cho các tài sản như là xe chiến đấu, bộ binh do Mỹ cung cấp hay là Leopard do Đức đó cung cấp. Đầu tuần này, Ukraine dường như đã đạt được tiến bộ lớn trong việc phá hủy hệ thống phòng thủ rộng khắp của Nga ở phía đông nam đất nước gần Zaporizhia, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã phá vỡ tuyến đầu và sẽ mở rộng chỗ đứng của họ. Nhưng kết quả ông Zelensky đã bị từ chức. Những gì mà Ukraine đang làm ở đây là cố gắng để dọn những bãi mìn mà Nga đang tạo ra. Việc để rà phá và tạo ra những cái tuyến đường đi cho các tăng thiết giáp và lực lượng bộ binh của Ukraine, thì Ukraine sẽ cần rất nhiều các trang thiết bị để rà phá bom mìn. Ngoài ra, để bảo vệ cho những tia hướng tiến công như vậy, thì Ukraine cũng rất cần có những hệ thống phòng thủ, có những tên lửa tầm xa. Nhưng phương Tây đâu đã đáp ứng được nhu cầu cho Ukraine đâu. Mà đến ngày hôm nay thì cũng chỉ biết rằng tiếp tục tăng cường viện trợ, bao gồm cả đạn Uzurum nghèo, đạn chùm, tên lửa tầm xa F-16 và một số loại đạn dược khí tài HIMARS, đạn pháo khác cho Ukraine thôi. Nhưng tất cả những điều này nó đang tạo ra một cái thảm họa có nguy cơ xảy ra chiến tranh hủy diệt. Khi mà Nga đã gửi tới cho phương Tây Hợp Thể một cái tối hậu thư, đừng cố gắng để ủng hộ cho chế độ phát xít vượt qua những làn danh đỏ quan trọng của Nga. Một cuộc chiến tranh trên vũ trụ có thể gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Tư lệnh lực lượng không gian của Hoa Kỳ, phát biểu với Newsweek. Nếu một cuộc chiến ngoài trái đất như vậy nổ ra, nó có thể còn tàn khốc hơn cả các chiến trường trên không, trên bộ và trên biển truyền thống cộng lại. Và nó có thể thay đổi cuộc sống của con người trong nhiều thế kỷ tới. Ông lưu ý rằng là do hậu quả của hoạt động chiến sự như vậy, không gian vũ trụ di sản chung của nhân loại có thể bị mắc kẹt rác thải trong nhiều đó là thế hệ sau. Việc viên tướng nói thêm rằng để đạt được các mục tiêu quân sự, Mỹ phải triệt tiêu khả năng nhắm bắn vệ tinh Mỹ của đối phương. Viên tướng kết luận rằng đó là chiến tranh theo nghĩa truyền thống của nó. Ấn phẩm nhắc lại rằng là vũ khí đầu tiên bay lên vũ trụ được phát minh ra ở nước Đức Quốc xã. Lực lượng vũ trụ xuất hiện ở Nga vào năm 1992 và năm 2015 gia nhập đội ngũ của lực lượng không quân. Cùng năm đó thì lực lượng vũ trụ xuất hiện trong lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Hiện tại thì ngày càng có nhiều quốc gia xây dựng cơ cấu quân sự tập trung vào không gian vũ trụ. Và đây sẽ là một thảm họa của nhân loại. Trước cái thảm họa này thì vấn đề gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO cũng đang dần trở nên nguy hiểm hơn và có thể dẫn tới một cuộc đụng độ toàn diện giữa Nga và NATO. Trong cái cuộc đụng độ giữa Nga và NATO thì chúng ta cũng hiểu nó sẽ là thế chiến thứ ba và là dấu chấm hết của lịch sử nhân loại. Thế tình hình ở tại Ukraine thì chưa có những dấu hiệu khả quan, mà phương Tây Tập Thể thì chuẩn bị bước vào cái giai đoạn là mùa đông giá lạnh. Mà tình trạng hiện tại thì giá năng lượng, khí đốt cùng với lại điện và ngũ cốc đang tăng cao. Hoa Kỳ cùng với đồng minh của mình đang cố gắng để tạo ra một sáng kiến hành lang ngũ cốc mới. Nhưng bất kể sáng kiến hành lang ngũ cốc nào mà không có sự tham gia của Nga thì đều trở nên nguy hiểm và không có sự an toàn. Các lựa chọn thay thế thỏa thuận ngũ cốc không có Nga đều không an toàn. Vì Nga đã tuyên bố bất kể tàu thuyền nào ra vào các cảng của Ukraine đều trở thành mục tiêu quân sự của Nga tiêu diệt cơ mà. Các tuyến đường thay thế cho hành lang ngũ cốc mà không có sự tham gia của Nga đều sẽ rủi ro và tốn kém hơn. Một nguồn tin trong phái đoàn kỹ thuật Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đàm phán chia sẻ với Sputnik. Theo đó, nhận thức này được thể hiện qua những cuộc tiếp xúc của Ankara với các đối tác phương Tây khi đàm phán để nối lại sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen.
Qua đây chúng ta lại càng thấy rằng phương Tây tập thể sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa với Mốt Câu. Cho nên lần này bản thân Mốt Câu không tin tưởng lời hứa phương Tây nữa, mà hãy hành động đi, rồi Mốt Câu sẽ xem xét và nối lại và gia hạn hành lang ngũ cốc. Vậy thì đến ngày hôm nay thì bản thân phương Tây tập thể thà tìm cho mình một con đường vận chuyển ngũ cốc mới mặc dù rất khó khăn, còn hơn là thực hiện những lời hứa trong thỏa thuận ngũ cốc với lại Nga. Sự kiên quyết như thế này thì không có lý do gì mà Nga lại nhượng bộ phương Tây tập thể cả. Trước đó Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một cuộc họp báo ở Kiev rằng các con đường thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc chứa đầy rủi ro, và việc giải quyết chương trình không có Nga sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Có nhận thức như vậy để đặc biệt là trong điều kiện xuất hiện nhiều tuyên bố khác nhau rằng tàu đi từ Biển Đen đến các cảng Ukraine sẽ bị coi là những tàu chở hàng quân sự tiềm năng, có thể đưa ra những đảm bảo an ninh như thế nào. Đây là một quá trình dây chuyền, liệu các công ty có bảo hiểm cho những con tàu đó trong bối cảnh như vậy hay không? Quá trình này sẽ tốn kém hơn, trong mọi trường hợp thì đều có nhận thức như vậy. Nguồn tin của hãng bình luận về những chi tiết trong cuộc bàn thảo liên quan đến các tuyến đường thay thế mà không có sự tham gia của Nga. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga Lavrov đề xuất nối lại thỏa thuận ngũ cốc, trong đó như dự đoán, có tổng hợp những ý tưởng trước đây không phát huy tác dụng của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn của Tổng thư ký cho biết tại một cuộc họp báo rằng Liên Hợp Quốc chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Nga về bức thư của ông Guterres liên quan đến đề xuất sáng kiến Biển Đen. Những yếu tố mà Liên Hợp Quốc cần phải làm ngày hôm nay là thực hiện những điều kiện của Nga, chứ không phải bản thân ông Guterres hay là Liên Hợp Quốc lại bỏ qua tất cả những gì về quyền lợi của Nga liên quan hành lang ngũ cốc. Nga đã chủ động gia hạn cho hành lang ngũ cốc hết lần này đến lần khác, nhưng bản thân phương Tây vẫn không thực hiện các thỏa thuận. Từ đây thì Bộ Ngoại giao của Nga gọi Liên Hợp Quốc là đấu trường cho phương pháp làm việc vô đạo của phương Tây. Đấu trường cho phương pháp làm việc vô đạo của phương Tây. Đối với Liên Hợp Quốc ấy, thì nó cũng chỉ là một công cụ chính trị rộng lớn, bao hàm toàn thế giới, tạo dựng tiếng nói để cho xã hội dân sự tuyên truyền, đạt được yếu tố chính trị cho phương Tây tập thể, chứ không phải là một tổ chức tạo ra sự công bằng, dân chủ cho nhân loại. Bộ Ngoại giao của Nga nói rằng là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã biến thành đấu trường cho các phương pháp làm việc vô đạo đức của phương Tây. Thật đáng tiếc là nền tảng của Liên Hợp Quốc cũng đã trở thành đấu trường cho các phương pháp làm việc vô đạo đức của phương Tây, để có những nỗ lực nhằm thúc đẩy các quyết định chính trị phản tác dụng vì lợi ích của một số nhóm các quốc gia, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế đại diện các nước bất lợi đối với phương Tây tham gia vào các cơ cấu của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc hiện tại đã không phát huy được vai trò của mình, đang đi ngược lại quyền lợi chung của thế giới, chứ không phải là một cán cân công lý cho thế giới, không phải là một cán cân để cho 8 tỷ dân trên thế giới có thể tin tưởng được. Thế trước tình thế như thời điểm bây giờ là xung đột tại Ukraine và thay đổi cục diện trên cán cân quyền lực của thế giới đấy, thì người ta đang nói về NATO sẽ sụp đổ vào năm 2025. Và NATO sẽ sụp đổ vì Ukraine. Câu chuyện Ukraine mà đã thống nhất dân tộc với Nga thì sự tồn tại của NATO cũng là dư thừa. Sự tồn tại của nó cũng là dư thừa, không tác dụng. Mục tiêu NATO dựng lên trước đây là để chống Liên bang Xô Viết, thì bây giờ là chống lại Liên bang Nga. Mà để chống Liên bang Nga thì cần phải có Ukraine. Ngày hôm nay phương Tây tập thể đã hoạt động trong một khoảng thời gian rất dài, đã làm mất đi niềm tin, uy tín đối với lại Liên bang Nga rồi, cũng như phần còn lại của thế giới. Thì nó không còn câu chuyện nhẹ nhàng như trước đây để tạo dựng cơ hội cho Mỹ và Âu
đi ăn cướp tài nguyên thiên nhiên thế giới, để cho Mỹ và Âu tiếp tục in tiền để mua tài nguyên thiên nhiên thế giới mang về làm giàu cho quốc gia mình. Nó sẽ không còn thời kỳ như vậy nữa. Nó không còn thời kỳ như vậy nữa. Mọi thứ đã thay đổi và cán cân quyền lực thế giới cũng thay đổi. Ngay như câu chuyện diễn ra tại Niger ngày hôm nay thôi, bản thân Pháp cùng với Hoa Kỳ hoàn toàn chưa làm được gì ngoài con đường là rút toàn bộ đại sứ quán của mình về, quân đội của mình về, và đưa ra các cáo trạng là trừng phạt, là lên án. Nhưng tiếng nói ở tại Niger hay là Gabon ngày hôm nay là tiếng nói của toàn dân, chứ không phải tiếng nói của một nhóm người nào ở đây cả. Nhưng đối với phương Tây và những cuộc đảo chính diễn ra tại Niger thì gọi lực lượng đảo chính là phiến quân, mà không hiểu tại sao phiến quân này lại được lòng dân. Thế còn Tổng thống Barum được coi là đi theo nền dân chủ tự do nhưng lại không được lòng dân. Nước Pháp đang ban phát nền dân chủ cho Niger, nhưng mà nhân dân Niger đang yêu cầu quân đội Pháp rút quân, rút về nước, yêu cầu đại sứ quán của Pháp rút về nước. Không những vậy, tòa án ở Niger đã ra lệnh trục xuất và việc làm còn lại là của lực lượng cảnh sát sẽ làm việc này. Nhưng mà nước Pháp cứ chây ỉ và ở lại, đó là Niger, mà không chịu, đó là ra về. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.